Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, sáng nay tất cả người lao động đã bắt đầu công việc bình thường trở lại. Riêng đối với các công sở, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức. Nên ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, không khí làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. 7 giờ 30 phút sáng nay, tất cả các vị trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đều sẵn sàng để giải quyết công việc cho người dân. Tuy nhiên, do là ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ nên lượng người dân đến giải quyết công việc tại đây khá thưa. Tại khu vực giải quyết hồ sơ đất đai, lượng người dân tuy đông hơn, song hoàn toàn không có sự chậm trễ hay sao nhãng trong công việc. Còn tại Ủy ban Nhân dân các phường tại thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các phường cũng đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức, các bộ phận phải thực hiện nghiêm túc, nề nếp, kỷ cương trong công việc. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đi trễ, về sớm, sao nhãng nhiệm vụ. Hôm nay là tôi đi làm việc, thì tôi đến đây tôi thấy thái độ công chức làm ok, tốt. Vô hỏi thì thấy người nào hướng dẫn cũng tận tình. Hôm nay đi vô nộp hồ sơ thì không có đông đâu, vậy là không có đông, mà thấy là phục vụ là thấy tốt rồi đó. Nhưng bây giờ từ giờ trở đi thì nhà nước cải cách thay đổi gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi đến đây tôi thấy lịch sự, tốt. Thực tế, việc quán triệt ý thức trách nhiệm trong công việc đối với cán bộ công chức, viên chức sau các kỳ nghỉ lễ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa triển khai từ rất sớm. Vậy nên theo đúng chỉ đạo của thành phố, đến thời điểm hiện tại, tất cả các bộ phận ở các đơn vị đều đã vào guồng công việc. Lãnh đạo thành phố Biên Hòa cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra công vụ đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp không thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Khối lượng làm việc, theo nhìn thấy khối lượng làm việc hôm nay ít hơn mọi khi. Nhưng mà tất cả công chức, viên chức tại bộ cửa thì đều đúng giờ và thực hiện cái công tác tiếp nhận và trả kết quả đều tốt ạ. Sắp xếp đến làm việc rất đúng giờ để tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định và theo chỉ đạo, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 thì Ủy ban Nhân dân phường cũng có cái thông báo về cái số ngày nghỉ lễ cho đến cán bộ công chức. Thì hôm nay thì sau cái ngày nghỉ lễ vào ngày 5 tháng 9 thì cán bộ công chức của địa phương thì theo đúng giờ quy định là 7 giờ có mặt tất cả tại bộ họp cửa cũng như các phòng để tiến hành làm việc và thực hiện các thủ tục hành chính đến với người dân trên cả các lĩnh vực. Sáng giờ thì các người dân cũng đến liên hệ và cán bộ công chức cũng đã thực hiện đúng theo quy trình, chấp hành nghiêm cái đạo đức công vụ, giờ giấc cũng như cái quy trình tiếp nhận hồ sơ. Thành phố Biên Hòa đang phấn đấu để nằm trong top các địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính trong tỉnh Đồng Nai.